Dạ vâng, em xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục đó là trên tay giới thiệu cho cả nhà mình các sản phẩm đồng hồ chính hãng đến từ các thương hiệu đồng hồ của Nhật cũng như là các thương hiệu đồng hồ của châu Âu và Thụy Sĩ. Trong quá trình giới thiệu thì các bác có muốn đặt hàng với bên em các cái mã hàng sản phẩm ở trong video thì các bác liên hệ gọi điện qua số điện thoại đó là 0858 536 536 để được tư vấn và hỗ trợ về các sản phẩm ở trên video. Đối với cái mã hàng đầu tiên trong ngày hôm nay thì em sẽ trên tay cho các bác một cái chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu đồng hồ nội địa của Nhật. Và cái bản này thì nó sẽ đến từ cái thương hiệu đồng hồ Citizen các bác nhá. Bản này của bên em thì cái chiếc này nó sẽ thuộc vào cái dòng là dòng Eco Drive, dòng Eco Drive. Đối với cái bản này thì chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ với thiết kế size mặt ngang đó là size 36.7 mm. Về chiều dày của chiếc này thì nó sẽ là 9.7 các bác nhé. Sang đến phần lắc to lắc thì chúng ta sẽ có một phiên bản đồng hồ với phần lắc to lắc đó là 42.8. Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với size mặt nó khá là vừa vặn với các bác nào mà có chu vi cổ tay đó là từ 15.8 đến 17 là các bác có thể trên tay được đối với chiếc này. Đi vào thiết kế dial mặt thì chúng ta sẽ có một phiên bản đồng hồ với thiết kế dial mặt đó là dial mặt màu đen, hoạt động với cơ chế đó là full công năng 6 kim, có một ô lịch ngày ở góc đó là góc vị trí 4 giờ, đó, 4 giờ, cọc số thì sẽ là thiết kế hình dạng cọc vạch. Đối với cái phiên bản này thì đây sẽ là phiên bản Citizen dòng Eco Drive có chức năng chronograph các bác nhé. Cảm giác khi mà các bác trên tay đối với chiếc này cầm thì nó sẽ rất là nhẹ. Bản này thì nó hoàn thiện bởi thân vỏ và cái phần dây đó là titanium nên là rất là nhẹ luôn. Nó khá là nhẹ để các bác trên tay. Mặt kính bản này thì nó sẽ là mặt kính khoáng cứng các nhé. Mặt kính khoáng cứng có tráng sapphire, thân vỏ thép 316L thép không gì. Và đối với cái bản này thì tình trạng mới còn khoảng 75% cho các bác trên tay. Đó, bên hông sườn là cái chi tiết núm mịn chỉnh. Sang đến mặt sau đáy thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với thiết kế đáy kín được trải phay xước tròn đồng tâm. Ở mặt sau đáy thì sẽ hiển thị các cái thông số của phiên bản như là phiên bản này thì nó sẽ là sở hữu cái bộ máy đó là bộ máy Japan Movement. Thân vỏ thì được sản xuất tại đó là Trung Quốc. Phiên bản đến từ cái tập đoàn là Citizen Quartz Company với cái độ chống nước đó là 10 bát các nhé, độ chống nước 10 bát. Bay của nó là titanium, đó, bay titanium trên tay rất là nhẹ luôn. Đó. Đối với bản này thì dây cũng là titanium và cái phần khóa đây ạ. Chiếc này của bên em thì đây sẽ là cái mã hàng của cái mức giá cực kỳ là tốt. Bản này là hàng lướt các nhé, 1.650.000, mã hàng số 1 trong ngày hôm nay. Di chuyển sang đến cái mã hàng số 2 thì đây sẽ là cái một cái chiếc đồng hồ Technot Form AP. Bản Technot này thì đây sẽ là cái bản hàng mới 100% các nhé. Bản hàng mới 100% full box và kèm theo sổ thẻ. Đó, full box kèm theo sổ thẻ. Với cái chiếc này thì chúng ta sẽ có một phiên bản đồng hồ với chiều ngang đó là 41.8 ly. Chiều dài của chiếc này thì nó sẽ là 10.8. Và sang đến phần lắc to lắc thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với lắc to lắc đó là 49.9 các nhé. Cổ tay các bác nào đó là từ 16.5 trở lên là các bác có thể trên tay được đối với chiếc Technot này của bên em. Đi vào thiết kế dial mặt để chi tiết thì chúng ta sẽ có một phiên bản đồng hồ với sub dial màu trắng có các cái đường vân Galucher ở trên phần sub dial mặt. Với các cái đường vân Galucher thì đây sẽ là phiên bản có các cái đường vân ô vuông, Bản này thì nó sẽ hoạt động với cơ chế 3 kim 1 lịch ngày, cọc số hình dạng cọc vạch, đó, hình dạng cọc vạch. Phiên bản Water Resistant 5 Atmosphere tức là 5 ATM các nhá, 5 ATM. Với cái độ chịu nước đó là 5 ATM, 5 ATM. Sang đến mặt kính thì chúng ta sẽ có một phiên bản đồng hồ với mặt kính khoáng cứng tráng sapphire và kính này thì nó sẽ là thiết kế kính phẳng. Thân vỏ thép 316L và toàn bộ cái phần thân vỏ thép thì nó sẽ là thiết kế theo khuôn mẫu của dòng AP Royal Watch dòng bát giác. Các bác sẽ nhìn thấy các cái chi tiết đinh ốc ở trên cái phần đường bezel thì nó sẽ được sắp xếp theo các cái đường rãnh tạo nên một cái hình tròn đó, đi qua các cái phần rãnh giữa, giống hệt với thiết kế của AP Royal Watch. Và bên này thì nó sẽ là chi tiết núm. Bản này thì sở hữu cái thiết kế núm, nó là núm rút các bác nhé. Sở hữu thiết kế núm rút. Và sang cái mặt sau thì chúng ta sẽ có các cái thông số của phiên bản này, nó sẽ được hiển thị ở phần mặt đáy. Chúng ta sẽ có một chiếc Technot với cái mã số tham chiếu T9B74 trùng với thẻ tang các nhá. T9B74 trùng với thẻ tang. Đó. Bản này thì nó sẽ đó là có cái độ chịu nước đó là 5 ATM, toàn bộ là thép không gỉ và cái bộ máy của nó thì nó sẽ sở hữu cái bộ máy pin nhặt. Bản này là
hàng chính hãng mới full box của Technot. Technot. Sang đến phần dây thì chúng ta sẽ có một cái bộ dây cũng thiết kế theo kiểu thiết kế của AP dòng Royal Watt với các cái đường là cầu nối ở các cái mắt dây, cầu nối ở các cái mắt dây. Thép thì là thép không gỉ, đó, thép không gỉ stainless steel, và thiết kế phây xước toàn bộ cái phần dây luôn, thiết kế phây xước toàn bộ phần dây. Và phần khóa thì nó sẽ là thiết kế khóa mở gập các nhé, khóa thiết kế mở gập này, các bác lên tay các bác gập vào và có chút bấm ở hai bên hông trường, rất là tiện lợi để các bác trên tay đối với chiếc này. Và đối với cái mã hàng Technot này của bên em thì đây sẽ là cái mã hàng có cái mức giá đó là 2.300.000 ngon nhá, 2.300.000. Sang đến cái mã hàng tiếp theo trong ngày hôm nay thì sẽ là cái phiên bản đồng hồ đến từ thương hiệu đồng hồ CK. Trước này thì nó sẽ là CK Thụy, đó, CK Thụy Sĩ. Bản này thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ CK form dáng đó là The Red Watch, có một chút thiết kế về công năng thể thao. Đó, chronograph các bác nhá. Chronograph. Đây em dịch chuyển kim ở vị trí. Đầu tiên chúng ta sẽ có một phiên bản CK form dáng The Red Watch thanh lịch và khá là trẻ trung sang trọng khi các bác trên tay đối với chiếc này. Chúng ta sẽ có một phiên bản đồng hồ với sàn mặt ngang 42.9mm. Chiều dày của chiếc này thì nó sẽ là 11 zin. Đó, 11 zin. Sang đến phần lắc to lắc thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với lắc to lắc 50.6 ly. Đó, 50.6 ly. Cổ tay 16.5 trở lên là các bác có thể trên tay được đối với chiếc này của bên em rồi. Đi vào thiết kế đai mặt thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ thiết kế đai mặt màu xám. Đó, màu xám ghi. Với các cái phần sắp đai mặt phụ thì nó sẽ có các cái hiệu ứng đường vân sunburst kết hợp với các cái đường vân cho xoáy đồng tâm tạo nên cái sự bắt sáng ở trên các cái phần sắp đai mặt phụ. Đó. Đối với CK thì thông thường các cái thiết kế của họ nhìn tưởng chừng như rất đơn giản nhưng mà lại đem đến một sự tinh tế khi các bác trên tay phối với các cái phong cách mặc đồ khác nhau, đặc biệt là đối với các bác mà hay tham gia vào các cái hoạt động công sở, đó, làm việc văn phòng thì trên tay những cái chiếc này cực kỳ là hợp luôn. Đó. Ngoài ra thì phiên bản này thì có còn thêm một cái chức năng ô lịch ngày ở góc 4 giờ nữa các bác nhá. Đó, chức năng ô lịch ngày ở góc 4 giờ. Sở hữu cái bộ cọc số toàn bộ là thiết kế vạch. Toàn bộ là thiết kế vạch, sẽ có các cái khoảng chia ở giữa các cái phần cọc số để các bác có thể đó là xác định được mốc thời gian chính xác khi mà quan sát vào cái phần dial. Phiên bản này thì nó hoạt động với cơ chế full 6 kim, nó có chronograph, đo giờ thể thao cho các bác hiệu chỉnh qua cái phần núm ở bên hông sườn đó nhá. Đó. Kim chronograph của bản này thì nó sẽ là cái kim dây dài đây. Đó, kim dây dài. Sang đến phần mặt kính thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản CK với thiết kế mặt kính khoáng cứng các nhá, mặt kính khoáng cứng có tráng sapphire, thân vỏ thép 316L đấy. Và bên hông sườn thì nó sẽ là các cái chi tiết đúng hiệu chỉnh của cái phiên bản CK này. Sang đến mặt đáy thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ CK với các cái phần thông số ở mặt đáy. Phiên bản này thì nó sẽ có cái mã số tham chiếu đó là K2G271, hoàn thiện bởi chất liệu stainless steel thép không gỉ với cái độ chịu nước đó là 5 bar, Swiss made, thương hiệu Thụy Sĩ, Kevin Klein, Kevin Klein CK. Bản này thì nó sẽ sở hữu cái bộ máy pin Thụy các nhá, bộ máy pin Thụy. Và sang đến phần dây thì chúng ta sẽ có một cái bộ dây rất là thanh lịch và khá là trẻ trung, đó, rất là sang luôn, bộ dây da màu đen. Đấy. Dây da màu đen kết hợp với khóa rất là hay, khóa cài đặc trưng của CK, khóa cài xiên. Đối với cái mã CK này của bên em thì đây sẽ là cái phiên bản có cái mức giá đó là 2.550.000 các nhá, 2.550.000. Di chuyển sang đến cái mã hàng tiếp trong ngày hôm nay thì sẽ là một cái chiếc Orient. Bên em mới về được cái bản Orient màu xanh ngọc lục bảo này trên tay cho các bác. Bản này thì mới full box 100% các nhá. Đó, full box đầy đủ các cái thông tin kèm theo như là giấy và tag. Đó, giấy và tag. Chúng ta sẽ có một cái phiên bản Orient với màu xanh lục bảo rất là đẹp và hiếm. Đấy các bác, đây để em cho các bác xem kỹ. Bản này thì em có một cái chiếc, em nếu mà các bác nào mà thỉnh thoảng để ý video của em thì sẽ thấy em đeo một cái chiếc màu xanh dương, tại vì em hợp với cái màu xanh dương hơn. Nhưng mà khi mà nhìn vào cái màu xanh lục bảo này phải nói thực sự rất là đẹp và sang. Đó. Đi vào các cái phần thông số chi tiết thì chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ với size mặt đó là 41.8mm. 41.8mm. Chiều dài tính cả cái phần kính cong lồi các nhá, đó là 11.5 ly. Đó. Sang đến cái phần lắc to lắc thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ với lắc to lắc 48.7.
cổ tay các bác từ 16.5 các bác nhá. Đó, cổ tay các bác từ 16.5. Em thì em đeo một chiếc, đó là chiếc màu xanh dương này này. Chiếc này là chiếc em đeo rồi, em về hàng là em thấy chiếc này đẹp, đấy là em đeo luôn. Đó. Em nhưng mà cái màu xanh lục bảng thì màu khá là đẹp. Đó, và độc nữa. Đấy, độc nữa. Đi vào chi tiết đai của mặt thì chúng ta sẽ có một phiên bản Orient Automatic có cả trợ có tay không nhá. Bản này thì có cả trợ có tay cho các bác mà em đeo rồi theo dõi. Em đã theo dõi rồi. Chạy cực kỳ là chuẩn giờ luôn, rất là chuẩn giờ và tích cót khá là lâu cho các bác khi trên tay đối với chiếc Orient này. Bản này thì nó sẽ là hoạt động với cơ chế full 3 kim, một ô lịch ngày, cạnh góc 3 giờ, cọc số sẽ là hình dạng cọc mũi tên. Đó, cọc mũi tên. Và đối với cái phiên bản này thì đây sẽ là cái phiên bản có cái phần thiết kế mặt kính khoáng cứng và thiết kế cong cao nhất. Với cái phần cong này này thì các bác chú ý vào cái phần kim dây thì nhiều khi mình sẽ nhìn thấy một sự cong hơi nhẹ một chút, rất là mềm ở cái phần kim dây. Đó, đó là cái hiệu ứng ánh sáng của cái phần mặt kính cong các bác nhá. Nhưng mà thực chất là kim dây nó rất thẳng nha các bác nhá, không phải là nó cong đâu ạ. Đó, do cái phần đó là phần vát cong ở cái phần mặt kính này nó tạo nên cái hiệu ứng kim dây nó độc lạ như vậy. Đó, độc lạ như vậy. Và sang đến phần thân vỏ thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ với thân vỏ thép 316L và được mạ vàng PVD với màu yellow gold, vàng gold. Bên này là chi tiết núm này, sang đến mặt sau đáy tem Orient. Đó, tem Orient. Với cái bản Orient này thì nó sẽ có các thông số ở phần mặt đáy, đáy kín với thiết kế đáy kín và các thông số nó là Orient Watch Company. Bản này thì nó là phiên bản nội địa của Nhật, Made in Japan rồi. Đó, Made in Japan các bác nhá. Đối với chiếc này thì đây sẽ là cái phiên bản chạy cái bộ máy cơ automatic có trợ có tay của Orient. Sang đến phần dây thì chúng ta sẽ có một cái bộ dây da nâu. Ôi, bộ này rất là đẹp nha các bác nha. Đẹp hơn bộ của em rất là nhiều. Màu dây của em đeo thì nó là màu đen, nhưng mà cái bản này thì nó lại là màu kiểu màu nâu cánh gián. Nó màu nâu cánh gián rất là đẹp và sang. Đó, bộ dây các bác này. Các bác chỉ cần trên tay đó là 1-2 lần thôi là nó ôm tay lắm. Em trên tay tầm khoảng đó là tầm khoảng 5 hôm. Nhiều bác bảo là đeo tầm phải chục hôm thì nó mới mềm được ra cái dây mà ôm tay, nhưng mà em đeo tầm 5 hôm là nó đã tạo được cái form ôm tay rồi. Đó. Và đối với phần khóa là khóa cài xiên. Đấy. Và đối với cái mã Orient máy cơ automatic và phiên bản này thì rất là mỏng luôn các bác nhá. Nếu mà không tính cái phần mặt kính cong cực kỳ mỏng luôn. Đó, trên tay rất là thanh lịch để các bác có thể tham gia vào các cái hoạt động văn phòng cũng như là đi chơi. Bản này thì bên em sẽ có cái mức giá đó là 4.300.000 các bác nhá. 4.300.000. Sang đến cái mã hàng tiếp theo sẽ là một cái phiên bản của Invicta. Đợt trước thì bên em có về được hai mã Invicta. Bản này thì đến từ Mỹ. Đó, Invicta full box không nhá, mới 100%. Bản này thì đợt trước em về hai mã nhưng mà em cũng đi hết hàng rồi, có bác khách, nhưng mà lúc nào thì em cũng sẽ đó là gửi đến cho các bác các cái phần feedback của khách hàng bên em đã chốt các sản phẩm. Xem là các bác biết được đó là các bác khách của bên em đã chốt với các cái thiết kế như thế nào. Đó, như thế nào. Đối với cái bản Invicta này thì đây là cái phiên bản thiết kế hầm hố, khá là đầm tay, các bác cầm trên tay bản này cực kỳ đầm tay luôn. Và đợt này thì bên em cũng về được mấy chiếc nữa, là em cũng tranh thủ đó là trên tay giới thiệu luôn cho các bác ở trong video này. Đối với cái bản Invicta này thì đây sẽ là phiên bản size 43.8mm. Chiều dày của cái chiếc này thì nó sẽ là cái chiều dày 15.5, rất là hầm hố luôn. Sang đến phần lắc tu lắc thì chúng ta sẽ có một phiên bản đồng hồ với lắc tu lắc 53.9. Cổ tay các bác phải là từ 16.8 trở lên các nhá, 16.8 trở lên mới trên tay được chiếc Invicta này. Đi vào thiết kế đai mặt thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ với sắp đai màu xanh. Nhưng mà khi mà em nghiêng sáng này các bác sẽ nhìn thấy các cái hiệu ứng đường nó gần như kiểu dạng nó khảm chai ở chỗ phần màu xanh. Nó tạo nên các cái giải quang phổ 7 sắc cầu vồng rất là đẹp. Nếu mà các bác nghiêng sáng mà đặc biệt là ở cái điều kiện ánh sáng ban ngày ấy thì nó sẽ bắt sáng hơn rất nhiều so với em quay video ở dưới cái đèn điện. Đó, đèn điện. Bản này thì hoạt động với cơ chế 3 kim và các cái phần thông số giờ thì các bác sẽ nhìn vào phần sắp đai mặt ở bên trên hướng góc 12 giờ. Các bác sẽ nhìn thấy đó là hình dạng cọc số, thiết kế cọc la mã, sở hữu bộ kim giờ, kim phút là kim lưỡi kiếm, thiết kế kim chất liệu thép nung xanh, chất liệu thép nung xanh. Đó, chất liệu thép nung xanh và tên thương hiệu Invicta thì sẽ được hiển thị bên dưới. Kết hợp với cái phần dial đó chính là các cái phần vân galuche được hiển thị ở trên cái phần sắp đai của mặt nhỏ. Với chi tiết độc lạ của chiếc này đó là thể hiện được cái sự chuyển động của cái bộ máy cơ bên trong thông qua hai cái ô cửa sổ open hood lộ cơ với bộ máy cơ hai lòng.
ở vị trí hướng góc, đó là hướng góc 5 giờ và hướng góc 7 giờ các bác nhá. Đó, hướng góc 5 giờ và 7 giờ. Các bác sẽ nhìn thấy đó là sự chuyển động nhịp nhàng của hai cái bánh xe cân bằng. Đó, hai bánh xe cân bằng cơ. Và đây sẽ là một cái phiên bản để các bác có sở thích những chiếc đồng hồ thiết kế độc cá tính và thể hiện được sự mạnh mẽ nam tính, thì các bác có thể tham khảo qua cái mã hàng Invicta, hàng Mỹ này của bên em. Sang đến phần mặt kính thì chúng ta sẽ có một phiên bản đồng hồ với mặt kính khoáng cứng, có tráng sapphire và thiết kế kính khá là dày, với cái phần đó là vát cong ở cái phần rìa, vát cong ở phần rìa. Sang đến phần thân vỏ thì chúng ta sẽ có một cái bộ thân vỏ thép 316L toàn bộ được mạ PVD vàng hồng các nhá, mạ PVD vàng hồng. Và đây là chi tiết núm này, Invicta đó, IV được hiển thị ở trên cái phần núm. Sang đến mặt sau đáy thì chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ Invicta sở hữu cái bộ máy cơ automatic có chiếc tay, bộ máy cơ Nhật. Với cái bản Invicta này thì đây là mã hàng chính hãng, mã hàng chính hãng các nhá, mã hàng chính hãng. Với cái đây ạ, để em cho các bác xem model của nó thì nó sẽ là có cái mã số tham chiếu trùng với thẻ tang luôn, 4 4 3 7 4 5 các nhá, 4 3 7 4 5 đấy ạ. Đó, 4 3 7 4 5. Và cái phần dây của cái bản này thì nó sẽ là dây thép 316L và toàn bộ được mạ PVD vàng hồng. Nếu mà cái bản Invicta này mà các bác mà mua tại trang chủ của nước ngoài thì nó sẽ dao động vào tầm khoảng đó là 2.495 đô. Đó, 2.495 đô, tương đương với tầm khoảng 1.000 đô, là tương đương bây giờ em cứ tính nó là tầm khoảng 23 triệu. Nếu mà các bác mà mua tầm 2.500 đô thì nó gần sấp xỉ, nó là gần hơn 50 triệu. Đó, hơn 50 triệu cái bản này. Nhưng mà được bên em là trong cái các cái giai đoạn đó là thời điểm sân sale, bên em đã ôm số lượng lớn và về được các cái mã này, nên là bên em có mức giá rất tốt để cho các bác trải nghiệm một cái chiếc Invicta chính hãng. Đó, chính hãng với thiết kế cực kỳ là độc lạ luôn, để các bác trên tay được một cái sản phẩm đồng hồ cơ chất lượng. Đó, chất lượng với cái mức giá rất là tốt. Đối với cái bản này của bên em thì đây sẽ là cái mã hàng có cái mức giá đó là 4.250.000 các bác nhá. Đó, 4.250.000. Sang đến cái mã hàng cuối cùng trong ngày hôm nay. Đó, cuối cùng trong ngày hôm nay thì bên em sẽ trên tay cho các bác đó là một chiếc đến từ thương hiệu đó là Z-Spring. Z-Spring. Đối với cái mã hàng này thì đây sẽ là cái mã hàng có cái thiết kế rất là độc lạ, rất là độc lạ. Đầu tiên đi vào cái phần chi tiết thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ với cái phần size mặt ngang. Đó, phần size mặt ngang của chiếc này thì nó sẽ là 41.7mm, chiều dài của nó thì nó sẽ là 15. Còn cái phần lắc to lắc thì chúng ta sẽ có một phiên bản với lắc to lắc đó là 48 các nhá. Đó, 48. Đi vào chi tiết thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ, đó là bản này thì là bản Spring. Đó, với thiết kế dial mặt màu trắng, và đây sẽ là một cái phiên bản thể hiện cho được thiết kế của địa cầu. Từ phần bản đồ ở trên cái phần sắp dial mặt, các bác sẽ nhìn thấy các cái phần châu lục này, các cái phần châu lục này. Đó, ngoài ra ở cái phần lòng mặt sườn bên ngoài thì các bác sẽ nhìn thấy đó là các cái tên thủ đô của các cái quốc gia ở trên thế giới được hiển thị ở phía sườn mặt ngoài và chuyển động di chuyển được thông qua cái phần núm hiệu chỉnh bên trên. Đó, đối với cái bản này của bên em thì đây là cái mã hàng cơ auto các nhá. Đó, mã hàng cơ auto. Đối với cái chiếc này thì nó sẽ hoạt động với cơ chế đó là 3 kim và 2 lịch. Đó, 3 kim và 2 lịch. Em sẽ hiệu chỉnh cho nó sang ngày mới này. Đó, các bác nhìn thấy không? Đó, nó sẽ bao gồm một chữ tiếng Anh và một chữ tiếng nước ngoài nữa. Có một chữ tiếng nước ngoài nữa. Em thì em mới về cái mã hàng này, em chưa nắm rõ được cái thông tin. Em đã trên tay luôn cho các bác đối với chiếc này rồi. Đó, mã hàng cơ auto. Sang đến mặt kính thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ với thiết kế mặt kính hơi cong một chút xíu. Đó, hơi cong một chút xíu. Kính khoáng cứng, tráng sapphire, thân vỏ thép 316L các nhá, thép trắng. Tình trạng bản này thì còn tương đối là mới. Sang cái mặt sau đáy thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế đó là đáy hở lộ cơ.
Với cái bản này của bên em thì các bác nhìn vào cái phần đáy, nó không phải là cái phần đáy nó bị dính bẩn đâu các nhá, dính bẩn hay là dính keo đâu ạ. Phần đáy của nó thì nó là thể hiện cái chi tiết bản đồ trên cái phần mặt kính này các bác nhá, thể hiện được chi tiết bản đồ trên mặt kính. Đối với cái bản này thì nó sẽ là cái phiên bản được hoàn thiện thân vỏ chất liệu thép không gỉ, độ chịu nước 10 atm, mã số tham chiếu đó là BEB010 đó, BEB010. Phần dây thì nó sẽ là dây thép 316L, thiết kế thép trắng toàn bộ, khuây bóng. Và đây sẽ là phần khóa. Đối với cái mã hàng cơ auto này của bên em thì đây sẽ là cái mã hàng có cái mức giá đó là 3.250.000 đó nhá, 3.250.000 đó. Vừa rồi thì trong video em đã trên tay và gửi đến cho các bác các sản phẩm đồng hồ trong ngày hôm nay. Và trong quá trình giới thiệu, các bác mà có muốn chốt đơn với bên em cái mã hàng sản phẩm nào thì các bác có thể liên hệ qua cái số điện thoại đó là 0858 536 536 để được tư vấn và hỗ trợ về các sản phẩm trong video. Và để theo dõi các cái mã hàng đợt tới về thì các bác hãy nhấn vào cái biểu tượng đăng ký kênh kèm thêm đó là cái việc click vào biểu tượng ô chuông thông báo để nhận thông báo các video mới về của bên em. Và rất cảm ơn các bác đã theo dõi video của em trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bác ở các cái video tới. Em xin chào các bác.